nay mình đi chợ Sài Gòn Night Market cả nhà. Này cũng gọi chung là ở Little Sài Gòn Night Market, cũng giống cái tên ở bên Florida của mình. Thì ở đây là mở từ 6 đến 7 chủ nhật, từ 7 giờ chiều tới 11 giờ đêm nhé. Phải đúng 7 giờ, sau 7 giờ họ mới cho mình vô. Mình tới sớm chút trước 7 giờ thì họ cũng chưa cho vô. Thì đây là cái họ tổ chức ngay ở chỗ Phước Lộc Thọ, chỗ Bosa Asian Garden luôn nhé. À, cái nhà thấy không? Ở đây thì mình đậu xe hay đậu tuốt ở dưới phía sau cái building này cả nhà. Mía. Đây thì chủ yếu là khách du lịch lại tham quan thôi. Họ chỉ mở khoảng chừng tháng 6, tháng 7, tháng 8 mùa hè thôi cả nhà. Đây mình thấy đông, rất là đông du khách lại tham quan nha. Đây các loại bánh bánh ngọt, bánh tráng trộn mới nói. Đây là các loại món ăn chơi đây, bắp luộc, bắp nướng. Các loại ốc này cả nhà. Này bao nhiêu một phần vậy em? Dạ 15 đồng một phần. Lấy này, lấy đây. Sao rồi. Này có tôm càng xanh nữa. Tôm càng xanh này bán nhiêu vậy cô? 12 đồng ấy. Một con á. 12 đồng một con. Dạ, ngon quá. Cảm ơn cô. Các loại ốc nướng quá ngon. Ở đây mình có thấy có tôm càng xanh. Bên Florida mình không có. Này bánh mì que. Các loại trà sữa. Ở đây buổi tháng 7 này bây giờ cũng trước 7 giờ cũng khá nóng cả nhà, có chừng có thể sau 7 giờ 8 giờ thì mát hơn. Chứ mình ra sớm quá cũng rất là nóng nha. Khoảng chừng 80 độ á. Đây nước mía thì các đồ ăn chơi cũng khá là nhiều. French fry, thịt nướng nha. Có cái loại chuối nướng ở đây nè. Hai mươi hai đồng con.
món gì ống hay gì xôi ống lá dứa nước dừa ấy. Đây người mùi cũng rất là hấp dẫn nha. Đây bán các loại loại khô, các loại mứt. Đây các loại cocktail. Đây mình thấy mùi cũng rất là hấp dẫn. Bàn ghế để dưới đây. Ở dưới đây thì so với bên mình thì bàn ghế có ít hơn. Mà thời tiết ở bên đây thì nó mát hơn bên Florida của mình nha. Mùi ăn đồ ăn rất là thơm. Mực khô nướng 13 đồng. Đây các loại khoai mì chiên, popcorn chicken, các loại nước uống. Đây là thịt nướng thì quá chi nhiều luôn. Tôm càng xanh nữa, tôm càng xanh là quá trời lớn luôn. Mùi đồ ăn rất là thơm nha. Đây các loại bún mắm, bún riêu, cháo lòng nha. Hộp mịt lộn, thịt nướng. Đây ngửi đến mùi đồ ăn này rất là thơm. Là mình mới ăn xong cũng thèm đói bụng nữa. Đây có nhạc sống cho mình nghe nữa nha. Hello, hello.
thịt nó bình nó lên. Đây các loại ốc nướng khá là nhiều, hấp dẫn ha. Các loại ốc móng tay nướng này nè. Gian hàng mình thấy cái món bột chiên đắt hàng quá, mình cũng phải order một phần. Món bột chiên cũng là món khoái khẩu của mình cái gì. Cô làm mỏi tay luôn. Chiên bột chiên này quá trời luôn kìa đó. Gỏi vịt, gỏi đu đủ. Đây là bên ngoài khu thương xá Phước Lộc Thọ cả nhà. Thì khu Phước Lộc Thọ này là cái tập trung đông đảo người Việt ở hải ngoại nhiều nhất ở quốc cả thế giới luôn á. Đây theo mình thấy thì cũng khá nhiều đồ ăn, cũng phong phú lắm các cả nhà, cũng đông vui mà được cái lợi thế là thời tiết nó mát hơn bên Tây Quảng Nam, mà kịch bên Florida mình. Nhưng mà cái hạn chế của họ là không có đủ bàn ghế để cho khách ngồi, chỉ có bao nhiêu mở hình bàn ghế thôi. Khách là muốn ngồi là phải, muốn ăn là phải đứng rồi, cũng hạn chế nhiều cả nhà. Cũng vui nhưng mà cái chỗ vệ sinh thì không có bằng bên mình. Bên mình thì bên Final Park nơi tại Quảng Nam Market thì họ có làm những phòng vệ sinh cũng rất là tương đối rất là sạch sẽ nhé. Còn cái building của Lục Thọ này cũng tương đối nó đã cũ rồi, xuống cấp rồi, nên họ phải nghĩ nếu mà họ làm họ kỹ về cái vệ sinh nó sẽ hay hơn. Khách du lịch lại năm qua nói chung là nó cũng vui nhộn nhịp cả nhà. Cái căn nhà mà đi qua bên Cali thì qua đây tham quan không nên bỏ qua địa điểm này nhé. Trái cây đây cả nhà, xoài, seri, ổi này là có cả trái cành na nữa nha. Giờ mình quay bữa tối thì rất là đông, đông nghẹt luôn. Như mỗi tối mỗi càng đông hơn là mình đi sớm. Bây giờ là đã gần 9 giờ tối rồi. Gangnam Style. Mỗi cả
cả nhà ơi, đông quá mình không có ở ngoài không chỗ ngồi luôn, đông nghẹt, phải mua đem vô đây ngồi ăn nè. Rồi trong đây mình ăn đây, một phần này 8 con là 12 đồng, 8 con ốc 12 đồng, phần gỏi đu đủ thì là 13 đồng, giá cũng ok nha.